Xin chia buồn với anh. Chú Nguyên Linh ơi, con có cảm giác giống như là nó xa quá, chú giống như là muốn lại ôm bạn luôn. Trời ơi, đứng lên em ơi. Tới luôn. Đứng im. Y như cặp nãy đứng im luôn. Đứng im coi. Dạ. Đứng im, cái huông tới luôn rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Ôm như hồi nãy sao? Ôm vậy luôn. Đúng rồi, ôm coi nó tròn trịa không? Trời, cặp này sao nó giống cặp nãy quá trời. Rồi, hình đẹp lắm. Nà, hai bạn có biết chưa? Là hai bạn làm cho chị. Mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Nguyễn Ngọc Phương Lai. Em đến từ Đồng Nai. Em làm công việc gì Lai? Dạ, em làm bên nghề quay phim chụp hình, môi giới nhà đất. Đất Đồng Nai giờ lên. Dạ, lên. Bữa nào bán anh với Ngọc Lan nền để rẻ thôi. Trời ơi, bên đây không có tiền mua nha. Mời nhà gái. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Xin chào chị Ngọc Lan. Dạ, dạ con chào chú Quyền Linh, chào anh Lai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thái Duyên, năm nay 30 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại đây luôn. Trời ơi, quá trời lâm luôn á trời. Dạ, em là họa sĩ tự do ạ. Ưu điểm và khuyết điểm của Lai là gì? Dạ, ưu điểm của em là hoạt bát, nhiệt tình. Khuyết điểm thì đàn ông chưa vợ thì có hơi bề bộn một tí xíu. Không có lo chuyện đó. Dạ. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em á, em là một người rất là tình cảm, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình. Thì từ hồi nhỏ mà khi mà bà ngoại á mà ẵm em trên tay thì bà đã nói là trời ơi, bà mới ru đến cái câu là mẹ già như chuối chín cây, là bắt đầu khóc ré lên luôn. Em không hiểu tại sao nữa. Dạ, nhưng mà lúc đó là mình cũng không hiểu là mình dạ quá tình cảm luôn ạ. Ưu điểm một chút nữa đó là em rất là suy nghĩ tích cực, lạc quan. Còn về khuyết điểm thì em rất là hay gồng. Dạ. Không muốn cho người ta biết mình đang nghĩ cái dạ, gì. Dạ đúng rồi, mình rất là hay gồng. Mặc dù mình có thể là mình hơi yếu đuối nhưng mà không sao, mình cứ gồng mình lên vậy á. Nhưng mà sau khi em gồng lên như vậy thì em có cảm thấy nó đỡ hơn không, nó khá hơn không? Tại khi mà mình không được sống thật với lại cảm xúc của mình đó, thì mình sẽ có rất là nhiều suy nghĩ. Không có được sống đúng là con người mình, thì mình không đủ tình yêu thương để mình cho đi những người khác. Dạ. Nên là cái đó mình phải thay đổi. Dạ đúng rồi. Cô gái bên đây rất là năng động, rất là cá tính, rất là hoạt bát, rất là đáng yêu luôn. Bên đây cũng vậy, người ta mua bán bất động sản, người ta cũng lanh lẹ, cũng phải không có vừa đâu nha. Thấy không? Tình trường của em sao? Dạ em trải qua 3 mối tình rồi. Mối tình cuối cùng đây là chia tay được 1 năm, quen được 3 năm. Mối tình thứ nhất quen mấy năm? Dạ 2 năm. Thứ hai? Dạ 2 năm. Thứ ba? Thì 3 năm. Mình có cái lỗi gì trong đó, có cái sai gì trong đó mà để đi đến sự chia tay? Nghĩa là em làm bên nghề quay phim chụp hình á, thì chắc đây mấy anh cũng làm bên nghề đó, mấy anh cũng biết là mình đi quay suốt tới thứ bảy chủ nhật thì không có thời gian để dành cho bạn gái, có những cái xích mích trong đó dẫn tới chia tay. Vậy là em phải học hỏi mấy anh quay phim nghe anh. Mỗi thằng quay phim tài nó quen ba bốn châu Á cô mà nó vẫn có thời gian hẹn hò nhau. Sắp lịch hay lắm, đây là những tài năng sắp lịch. À, vậy mà em quen con cô mà sắp lịch không được là sao? Vậy giờ có cô... thời gian chưa? Dạ có rồi tại à, có nha. Giờ em không còn nhận, em hồi xưa em làm bên áo cưới à, nên em đi nhiều, nhưng mà giờ em chỉ về bên quay phim với chụp hình thôi, chỉ thứ bảy chủ nhật thôi. Ok. Dạ. Nhà gái biết rồi, bên đây là hãy lắng nghe tình trường của bên đây nè. Dạ em chưa có mối tình nào hết. Dạ em chưa có mối tình nào hết. Trời. Nhanh gọn lẹ. Ủa em nhưng mà sao? Dạ dạ, dạ. Chị Ngọc Lan biết sao không chị? Là do em muốn tiền dành thời gian để tìm hiểu bản thân mình. Dạ lúc nào cũng vậy hết á. Lúc nào là mình cũng phải hiểu mình trước, bản thân mình muốn gì. Dạ. Thì lúc đó mình mới có thể là cho đi tình cảm của mình. Mình mới biết được cái gu của mình là như thế nào. Dạ. Lúc đó thì em mới mới bắt đầu là tìm hiểu người khác. Còn trước đó thì có thể là một số. Cái chị chú Quyền Linh xinh quá, dễ thương vậy mà không có bồ nội ơi. Dễ sợ luôn, mà đáng yêu lắm luôn á. Dạ chứ có bắt tay một chút. Được, bắt mấy chút cũng được hết. Dạ. Vậy mà không có bồ trời. Dạ. Thằng ông mắt lé hay sao không? Giỏi vậy mà không có bồ. Lanh lợi nữa. Dạ con cảm ơn chú. Nói giờ có nắm tay đàn ông chưa? Dạ chưa. Chưa luôn á hả? Dạ. Chút nắm tay đầu tiên đúng không? Dạ. Hy vọng là vậy ha. Dạ. Về kia bán bất động sản này kia được không? Dạ được, dạ được. Được ha? Dạ được. Được. Tráng thông minh, nó cao ráo, thông minh, tráng này thông minh lắm nè. Dạ con cảm ơn chú. Rồi được rồi, để chú tính cho. Con bây giờ gu con sao nè?
Dạ, gu của con thì là một bạn nam biết quan tâm lo lắng cho gia đình, rồi suy nghĩ tích cực. Rồi. Rồi có một cái điểm mà con rất là thích, đó là cái đôi bàn tay gân guốc. Để tôi đi qua tôi coi bàn tay có gân guốc, bàn tay uống đù là chết. Tài chú gân guốc không? Uống đù, uống đù. Tôi thấy cái hình nền đó, tôi thấy ông không biết gân nào hết. Hình nền cái tay ú ú hả? Người ta muốn gân guốc không, mấy giờ mình về mình chích vô cho nó nổi gân. Không, giơ bàn tay lên cho khán giả coi. Tay nó múp míp như con gái ông ơi. Tay thấy cưng lắm. Tay cưng lắm. Ừ. Tay u u nu u nần ha. Ừ, trời ơi, nụt nè, mà tay như hơn tay tôi nữa chạy. Ừ. Mình đổi gu đi em. À, dạ vậy thôi em đổi sang gu mụn mịn. Ừ à. Đó, dễ thương vậy đó. Nhiều khi á bàn tay nó mụm mỉm, nó ú nu ú nao nần, nhưng mà cái con đường đời nó gân guốc, đúng, nó gai góc, nó tạo nên cái bản lĩnh con người, chứ chưa chắc cái bàn tay sần sùi mà nó cuộc đời nó có bản lĩnh nữa. Đổi gu rồi đó, an tâm nha, đổi gu rồi. Bây giờ gu đó rồi sao nữa nè nè. Dạ đó là một người đàn ông phải chín chắn. Ừ. Phải hiểu chính mình, phải biết yêu thương, quan tâm chăm sóc gia đình. Rồi. Dạ. Nãy giờ thấy bên kia nói mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em đáp ứng được 80%. Quan tâm với chia sẻ rồi, em quan tâm chia sẻ được. Rồi. Mình không thích đàn ông có điều gì? Dạ đó là cái tính độc đoán và gia trưởng. Độc đoán gia trưởng có không? Dạ không. Mình khoảng bao lâu thì mình có thể lấy chồng được nè? Dạ ngay khi mà con gặp được người phù hợp. Hay quá. Thấy không? Thấy nhà gái tôi. Thấy nhà gái ngon lành không? Nhà gái của tôi. Thôi bây giờ mình nói về cái tiêu chí mà mình chọn bạn đời như thế nào, coi có phù hợp với bên đây không? Tiêu chí của em là người nào hiền lành, vui vẻ, bao dung. Đồng. Dạ. Bao biết kính trên nhường dưới. Dạ. Dạ được rồi, chứ em không có cần phải vẽ bề ngoài. Ừ, được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Mình đi với ai nè? Dạ con đi một mình chú. Bản lĩnh rồi không? Con bé nó bản lĩnh. Có chị Lan hỗ trợ an tâm. Đi với ai cưng? Dạ em đi với chú, thím với là ba đứa em. Không, không hổng quá. Hai đứa này em ruột em. Dạ. Giống như gì ba gì sáu này kia ha. Dạ em chào anh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em là em gái của anh Lai. Thì theo thời gian em ngồi đây em quan sát thì em thấy là chị rất là dễ thương. Và em cũng mong là chị sẽ bấm nút cho anh hai em một cơ hội. Vì anh hai em cũng rất là dễ thương, hiền lành, thật thà. Và anh hai có nhiệm vụ mà phải rước chị dâu về cho tụi em. Thế em gái dễ thương không? Em gái dễ thương vậy là anh trai cũng dễ thương vậy đó. Được rồi, thôi mở rào, tiến tới luôn, nhanh gọn lẹ. Dạ chào anh. Em bó hoa. Dạ. Mong em tươi như hoa. Dạ, cảm ơn. Đây là món quà. Ý nghĩa của nó là một ông già, một bà già. Anh mong hai anh và em sẽ đến với nhau và sống đến đầu bạc răng long. Dạ em cảm ơn ông. Mình quay qua cho khán giả coi với. Chính tay em đi chọn rồi đó. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Thì đây là cái bức tranh mà em vẽ. Đúng rồi, anh nghĩ vậy. Ba anh cũng là họa sĩ mà. Quá vậy hả? Dạ với lại có một cái lá thư. Trong đây thì anh mở ra coi. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta se sẻ câu kinh, bình yên ta mừng. Dạ, còn câu cuối. Hãy sống thật hạnh phúc và bình yên nhé. Thì em thấy anh như thế nào? Dạ đầu tiên là em phải nói một lời cảm ơn đến với anh. Ừ. Dạ cảm ơn anh đã vượt qua được hết tất cả những thử thách, tất cả những cái sóng gió để đến được đây ngày hôm nay. Là một điều rất là em rất là mừng rồi, rất là trân trọng rồi. Nên là em chỉ muốn gửi đến anh một lời cảm ơn thôi. Còn cái về bề ngoài thì em sẽ không nhận xét. Thì anh cũng thấy em cũng vui vẻ. Dạ. Đúng thiệt như chị Ngọc Lan nói là em rất là tươi. Dạ. Thì anh cũng mong là mình đến đây là có một cái duyên
Bởi vì duyên của mình rất là cao. Nếu sau này anh với em tìm hiểu sẽ biết nhiều hơn. Đúng rồi, các bạn phải vượt qua cả ngàn hồ sơ mới gặp nhau đó các bạn. Phải vượt qua rất là nhiều hồ sơ mới gặp nhau. Như vậy là cái duyên lớn lắm đó. Bây giờ quan trọng thiếu nợ nhau thôi. Rung, nhưng mà anh sẽ tặng cho em một bài thơ tự nhiên anh mới suy nghĩ ra thôi. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà anh suy nghĩ sao anh nói vậy thôi nha. Dạ, 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 dạ. Vừa mới em tặng thơ nên giờ anh cũng mới suy nghĩ thôi. Dạ, không sao ạ. Cảm ơn ai đã kết bạn cùng anh. Cảm ơn người sẽ chia buồn vui. Tại vì anh có những nỗi buồn, niềm vui thì cảm ơn bạn đã cảm thông vì tôi. Cảm ơn em đã dành tình yêu tôi. Nếu em bấm nút là em dành tình yêu cho anh luôn rồi đó. Là ta cho anh một cơ hội á. Dạ em cảm ơn anh. Em hơi bị rung. Dạ em thấy là quá hay luôn ạ. Với lại có một cái điểm rất là hay đó là anh tên Lai phải không ạ? Đúng rồi. Dạ thì mẹ em tên là Lai. Và mẹ em rất là thích sự tròn trịa một chút chút. Rồi mà em lâu ngày quá rất dấu Huyền còn lại Lai thôi. Dạ đúng rồi. Giờ là còn mình anh thôi đó. Còn Lai thôi đó. Dạ. Nếu mà em ở thành phố thì anh ngày thường thì anh cũng có thời gian nhiều mà. Anh ngoài thứ bảy chủ nhật anh làm hình rồi xong. Khi nào em rảnh anh sẽ chạy lên bên em. Dạ. Tại em ở thành phố thì quá thuận tiện cho anh luôn. Nhà nó ngoài quốc lộ 1 luôn. Anh chỉ ra lên xe là đến được với em rồi. Dạ. Hai bạn nên hẹn hò nhau một buổi để mà cùng nhau sáng tác. Một bạn thì vẽ và một bạn thì sáng tác ra những cái bức hình. Lan nghĩ là những cái hình ảnh đó nó sẽ làm một đúng cái là, kỷ chương niệm trình rất là hay đó. Chọn ra em đúng một người mà nếu mà thật sự là rất là hợp với em. Tại vì em là bên hình ảnh, bên này là hai họa sĩ. Hai bạn đều làm nghệ thuật mà. Dạ, cũng em làm cũng nghệ thuật. Em cũng cảm giác là rất là hợp. Đúng rồi, rất là hợp. Hai bạn là tâm hồn nghệ sĩ đó. Ba lại là họa sĩ nữa. Nhưng rất tiếc ba là mất rồi. Dạ, em xin chia buồn quá anh. Chú Huyền Linh ơi, con có cảm giác giống như là nó xa quá. Chú giống như là muốn lại ôm bạn luôn. Trời ơi, đứng lên em ơi. Tới luôn. Đứng im. Y như cặp nãy đứng im luôn. Đứng im coi. Dạ. Đứng im, cái huôn tới luôn rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Ôm như hồi nãy sao? Ôm vậy luôn. Đúng rồi, ôm coi nó tròn trịa không? Trời, cặp này sao nó giống cặp nãy quá trời. Rồi, hình đẹp lắm. Nè, hai bạn có biết chưa? Là hai bạn làm cho chị muốn khóc luôn á. Trời ơi. Bây giờ đứng nói chuyện luôn, đó. Thời tới cả không kịp. Khoảng khoảng bao lâu là em có thể cho gia đình anh tiến tới với em? Ngày mai luôn. Dạ nói chung là ngay sau chương trình luôn. Xong rồi thì mình sẽ tính đến cái chuyện đó. Đúng rồi, mình sẽ tìm hiểu. Dạ đúng rồi. Bây giờ hỏi em thích cái gì đi. Hỏi coi sở thích gì. À em sở thích của em là gì? Dạ sở thích của em hơi tế nhị một chút. Đó là em rất thích nhảy sexy dance. Wow, vậy là em nhảy được đúng không? À, dạ nhưng mà không thể nhảy trên đây được đâu chị. Tại vì cái đó chị có thể nhảy cho anh like xem thôi. Ví dụ như rớt nước mắt với hai người này luôn. Ví dụ như không có nhảy đây được, hai đứa nhảy xong rồi nhớ quay hình gửi tôi coi thử. Em thích mấy đứa con? Dạ em thì thích một bé thôi, còn nếu mà được thì hai bé. Đúng dạ, tùy theo cái điều kiện của mình nữa. Rồi muốn đẻ liền luôn không hay là đợi? Dạ đợi sau đám cưới. Đám cưới xong thì sớm con hơn sớm của. Đừng xích xích ra giữa này chút xíu tôi coi. Nè, bây giờ là cặp này phải nói là duyên kiên ngộ luôn đó. Đúng rồi. Trời ơi. Nắm bàn tay thấy sao? Có mếp hay gân guốc gì không? Dạ rất là phê. Dạ rất là phê. Lần đầu tiên mình nắm tay anh trai đúng không? Mình cảm nhận rõ ràng hơn đi. Mình tả chi tiết đi. Lần đầu tiên đó, nắm tay người con gái trinh nguyên luôn đó. Dạ. Chưa bao giờ cảm nhận được nụ hôn đầu đời đúng không? Dạ chưa. Dạ vậy. Thì bây giờ về em cho anh hôn em một cái trên phim trường nha. Dạ nhưng mà hôn nghe má. Má mà. Rồi, ok. Để nguyên chụp tấm hình nha. Để nguyên là bữa nay tôi làm chụp hình hết luôn. Để nguyên, tôi làm bằng chứng giữa tòa. Được không? Chịu dạ, không? Được. Chịu không? Dạ được. Tới công chuyện được không? Dạ được. Bên đây chịu, bên đây không? Dạ chịu ạ. Chị hai tôi bấm nút nha. Đúng dạ, rồi đó. Bấm nút. Hả? Được ha. Bấm nút ôm liền nha. Nha. Dạ được, rồi, dạ rồi, dạ rồi. 1, 2, 3. Tới công chuyện luôn, ôm luôn. Đơn giản gọn lẹ.
Hạnh Phúc đã gọi là ngập tràn trên sân khấu này. Về thưa với ba má, làm liền luôn bây giờ nè, mình hứa cái gì luôn? Thì con xin hứa với ba mẹ của bạn là con sẽ lo lắng và chăm sóc cho bạn Duyên như bạn Duyên mong đợi. Hay quá. Duyên nói gì đi Duyên? Đây là chú với thím. Ba mẹ mất rồi. À, ba mất rồi hả? Ba mẹ mất luôn. Ba mẹ mất luôn hả? Mất lâu chưa? Dạ, mất ba thì mới mất được 100 ngày. Còn mẹ thì mất mười mấy năm rồi. Trời ơi, nói gì với cô chú đi Duyên? Thưa cô chú và thưa em gái cũng như là gia đình của anh Lai đến đây ngày hôm nay, thì ngày hôm nay con đến đây, con xác định là con sẽ quen với lại cái người bạn trai mà chương trình giới thiệu. Tại vì con tin tưởng chương trình, con tin tưởng vào trực giác của con. Xin hứa là nếu như con và anh Lai thành công thì con sẽ luôn luôn là người phụ nữ của gia đình, sẽ sống thật là hạnh phúc và mang đến hạnh phúc cho anh Lai. Con cảm ơn ạ. Em không phải làm dâu đâu. Em gái xúc động muốn khóc luôn kìa. À, chú, cô chú kìa, đặc biệt là em gái muốn khóc rồi kìa. Em gái nói gì với anh trai mình câu đi em. Em cũng không biết nói gì, tự nhiên thấy thấy vui cùng anh. Em chúc anh là hạnh phúc và có một người vợ yêu thương anh nhiều. Thấy thường quá à. Trăm năm trước ta không hề gặp, trăm năm sau biết có gặp không. Cuộc đời sắc sắc không không, thì thôi ta hãy hết lòng với nhau. Ôm nhau cái nữa nè. Được ôm. Được ôm. Cả cuộc đời chưa ôm lần nào chứ. Hạnh phúc rạng ngời luôn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Đây là cốt hủ tiếu. Bạn nữ em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Em chào cả khán đài. Em là Minh Tuệ, hiện là 25 tuổi và quê ở Phù Cát, Bình Định. À, Phù Cát, Bình Định. Em vào đây lâu chưa? Em vào thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm 5 năm chị. 5 năm. Hiện giờ mình đang làm công việc gì? Em là nhân viên kinh doanh của công ty phân bón. Rồi, bạn Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào cô hàng xóm, chào quý vị khán giả. Em tên là Trương Văn Trai, em 26 tuổi, quê ở Bình Dương. Hiện tại em đang công tác tại đơn vị Thừa Phát Lại Vĩnh Long. Em phụ trách tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Bình Dương với Bình Định. Dạ. À, làm nghề Thừa Phát Lại là sao bạn? Dạ, căn cứ vào nghị định 161 với nghị định 135 thì chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thừa Phát Lại thì Thừa Phát Lại là 4 cái chức năng. Thứ nhất là lập vi bằng, thứ hai là tống đạt các văn bản của tòa án và cơ quan thi hành án, thứ ba là xác minh điều kiện thi hành án, và thứ tư là trực tiếp thi hành các bản án quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Được, cán bộ thuộc bài. Thuộc bài quá. Nghị định số mấy luôn. Rồi, bạn nữ bên kia, nói nhiệm vụ cụ thể của bạn là gì? Người ta bán thuốc, người ta chăm sóc sức khỏe con người, còn em là bán phân chăm sóc sức khỏe cây cối anh ơi. À, phòng kinh doanh thì giao tiếp khách hàng rất là nhiều, mà không lẽ không có chàng trai nào tới mua phân bón mà đẹp trai. Thật ế. Giao tiếp với cây với đại lý là nhiều hơn so với giao tiếp với người anh. Cũng phải có người đại diện chứ, sao cây nó tự giao tiếp được. Đa số toàn là bác nông dân chứ có ai nói anh nông dân đâu, ít lắm. À, thì đó là vậy. À, mình giới thiệu về mình một chút xíu về năng lực của mình. Điểm yếu của em là em nóng tính vậy. Tức là ai mà không có hợp ý em á, hoặc là nói chuyện với em mà kiểu mà nói vô văn hóa, thì em rất là nóng và em nóng là em nói lại ngay. Còn điểm yếu gì nữa không? Đặc xấu của em á là như say xỉn thì hay không. Ủa, có hay say xỉn lắm hả? Nhân viên kinh doanh là chị. Nhậu dữ lắm hả? Không, nhậu cũng không dữ lắm, nhậu ít chứ mà lại hay đi nhậu. Nhậu thường thường mấy chai là khóc? Dạ, 4 chai trở lên là bắt đầu khóc rồi. Khóc là khóc chuyện gì, có gì khóc? Không có thể khóc vô duyên vậy thôi chị, chứ không có chuyện gì hết á. À, có nghĩa là nhậu xỉn vô khóc vậy thôi. Dạ. Trời đất ơi. Đó, điểm yếu nhất rồi nha. Cứ bữa nào mà giận gì là cho nhậu vô là khóc. Bạn trai thấy sao? Bên kia nói về hợp ý mình không? Nhậu thì có cái nhậu thôi anh. Tánh nóng thì em thì hiền chứ không có nóng. Ừ. Rồi, vậy dễ, bạn kia nóng bằng hiền thì tốt. Chứ bạn mà nóng nữa banh cửa bên nhà luôn à. Cái tật xấu của em là hay nói nhiều thôi. Nói riết mà người ta nhức đầu luôn. Thôi thôi. Thôi thôi thôi, đàn bà có nói với ai đàn ông mà nói nhiều dữ vậy? Mỗi lần em vô cơ quan thì nói thôi anh trai vô rồi nhức đầu lắm. Trời đất ơi, chết rồi. Cơ quan chịu nổi, vợ lấy gì chịu nổi trời. Ủa em có hay nhậu không? Dạ nhậu mà ít lắm chị. Em nhậu, nhậu ít lắm. Cười hả? Nhưng mà có cái nhậu vô thì nó ói thôi.
cái tật xấu có tật xấu vậy thôi chứ. Vậy thôi hả? Thôi ưu điểm có gì? Dạ, ưu điểm của em thì không biết hút thuốc nè, uống rượu thì biết chút ít, còn lăng nhăng thì chắc không có. Mình có mấy mối tình rồi em? Từ hồi học cấp 3 tới hồi sinh viên thì có được 2 mối tình rồi chị. Tình đầu thì chỉ đơn phương thôi, đưa đi học viết về, rồi đưa đi học viết, rồi đưa người ta đi lấy chồng luôn. Hay quá, đưa hay quá. Rồi còn hồi sinh viên thì 4 năm đại học thì mình quen vậy, rồi cái khi ra trường thì tại xa quá, cái từ từ rồi cái cũng mắc luôn. Nó chưa có gì sâu đậm đúng không? Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm một bạn gái như thế nào? Bạn gái của em thì đơn giản thôi, hiền, vui vẻ, biết chia sẻ, vậy thôi. Em thích người bạn trai như thế nào? Em thích đầu tiên là về ngoại hình. Thì ngoại hình là phải cao, chứ em biết 7. Ủa em mấy cô không cao mà cứ thích bạn cao, cao. Thì không cao thì mới thích cao để thay đổi thế hệ sau chứ ạ. Cái thứ hai nữa là có nụ cười tỏa nắng, tức là cười tươi á. Cái người mà lúc nào nhìn vô cũng thấy giống như nụ cười nó hiện diện trên môi á chị. Lúc nào không cười hoài coi chừng bị bệnh à. Bên đây là cười thoải mái luôn á, cười từ sáng đến chiều đó. Đó là có tỏa nắng không? Anh cười có tỏa nắng không anh? Tỏa sống luôn. Cười tỏa nắng em định hình giống như Ngô Kiến Huy á. Ngô Kiến Huy hả? Dạ. Này Ngô Kiến Lửa. Rồi sao nữa em? Còn về tính cách á thì là nói nhiều thì được. Con trai nói nhiều thì thật ra cũng vui chứ không? Ủa vậy là thích đó hả? Dạ. Mừng quá. Yêu cầu cũng cao quá ha. Phải hơn 1m7 ha. Tôi qua tôi coi có yêu cầu sao. Đứng đo danh coi 1m mấy. Này 1m4 à. Rồi. Này là cũng được. Nhiều. Dạ. 1m69 được không? Được. Được anh. Tại sao muốn giống Ngô Kiến Huy? Nụ cười của Ngô Kiến Huy nó có duyên lắm anh, mà nó dễ gần lắm. Phải không? Dạ. Anh này cười chắc cũng giống giống như cười hoài luôn vậy đó. Nãy giờ cười suốt luôn rồi đó. Ngô Kiến Lửa anh ạ. Kiến Lửa. Không thích gì ở người đàn ông? Không thích là không thích đào hút thuốc. Thứ hai nữa là nóng tính mà có thể gây đến vũ phu. Bên đây không có nóng tính, hiền khô à. Mà có vũ phu? Có vũ phu không anh? Không, đây có vũ phu, bên đây có vũ nữ. Vũ nữ cũng không được anh. Sao không được? Ban đầu biết đâu gồng quá rồi về nhà bung lụa sao anh? Ơi. Được, được, được. Anh à, nãy giờ nghe nói không? Dạ. Có vũ phu không? Dạ không. Vũ nữ bung lụa không? Không. Xác định giới tính chưa? Men, men, men. Bây giờ còn điểm nào em không thích ở người bạn nam? Đầu hói không thích. Chỉ một cái điều đó thôi. À, hô em cũng không thích lắm. Tại vì em cũng bị rồi. Mà giữa hô với hói là chọn hô không chọn hói. Dạ. Đúng không? Giữa hô với hói, chọn hô không chọn hói. Ở đây có hói không có hô. Em đâu có hói đâu vậy? Thôi tội hói không ơi, bằng tôi hói à. Được. Đã, khi nào mình tiến tới hôn nhân được em? Dạ thì quan trọng bên bạn nữ thôi. Em thì chắc cũng từ từ tìm hiểu chị. Khoảng bao nhiêu lâu? Thôi thì ra duyên anh cưới em luôn. Nhanh dữ vậy? Thì... Sao chuẩn bị kịp? Dạ đâu có gì đâu, không kịp chị. Có đủ hết rồi. Có cái gì mà đủ hết rồi? Kinh phí thì chắc cũng ổn ổn rồi. Ổn ổn rồi ha. Tự lo hay là gia đình lo phụ? Dạ thì cũng mình cũng có một chút là gia đình có mụ thêm. Rồi. Lấy nhau về là mình định ở đâu? Dạ thì theo công việc của bạn nữ đó thôi. Thì em công việc em cũng ở thành phố Hồ Chí Minh, mà hiện tại thì em đi đi về về. Mình có làm dâu gì không? Dạ không, thì có ở nhà có mẹ với em không, người đâu có làm dâu gì đâu vậy. Điểm nào em không thích ở người bạn gái? Còn bạn gái thì em không thích là cao hơn em. Đâu em đứng lên chị coi. Cao nhiêu? Em cao 1m67 à. Rồi ông Linh nói thách 69. Mà phải nói thêm cho đàn trai chứ. Đẹp trai lắm, được á. Cười là tỏa nắng, rực nắng luôn đó. Hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Ồ có mẹ hả? Rồi chào cô. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Dạ. Chào mấy vị quý vị khán giả. Cô thấy bạn gái bên này như thế nào hả cô? Cô thấy có cháu gái này thì cũng xinh cũng đẹp, nhưng mà không biết là hai đứa tìm hiểu có được hay không. Dạ. Nếu mà được thì cô cần mừng. Cô muốn có mấy đứa cháu? Giờ thời buổi giờ có cháu nhiều chi cực, chừng hai đứa thôi. Cháu trai cháu gái? Trai gái gì cũng được, nhưng mà nguyện vọng của cô thích gái hơn thích trai. Em có câu nào muốn nói chuyện với bác gái không? Em trao đổi với bác gái vài điều đi. Công việc của con là nó hay đi, mà bản chất của con cũng rất là thích đi du lịch nữa. Cái mục tiêu của con là một quý con sẽ đi du lịch một điểm, tức là con rất là hay di chuyển. Thì không biết là cái này là phía người lớn mình có ngại về chuyện này không ạ? À? Không, hình như là cô cũng có cái máu đó. Vậy dắt cho cô đi với, lâu lâu dắt cho má đi theo với nhau. Vậy nếu được là cả gia đình mình đi du lịch cô hả?
Đúng rồi, cô cũng có cái phong trào mà đi du lịch đó. Nên cô không có phản đối cái vụ đó đâu. Dạ. Thấy không, thấy má quá xuất sắc không? Quá là dễ luôn, đâu có gì đâu, ái ngại, đâu có lo lắng gì đâu. Dạ. Rồi hôm nay mình đi, có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ là có hai đứa em. Em ruột hả? Dạ em họ. Em họ. Rồi chào hai em. Rồi em nhận xét anh trai bên kia như thế nào? Dạ, ảnh hiền mà dễ thương lắm chị, bấm nút đi chị. Trời ơi, chưa có phân tích gì là vậy thôi hả? Ngắn gọn vậy thôi đó hả? Dạ, ngắn gọn dễ hiểu thôi chị. Gọn gì được rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt ha. Kéo màn. Dạ, anh chào anh. Không biết nói gì nữa. Cảm nhận về bạn gái lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Em thấy anh sao? Trời đất ơi. Thấy bạn gái thế nào? À, dễ thương. Tính tình cũng quyết đoán lắm ha. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Anh hiền, đẹp trai. Nụ cười cũng tỏa nắng giống như anh Quyền Linh nói. Nói đâu có sao, rực nắng luôn. Dạ. Vậy. Anh có hay đi du lịch không? Tại vì cái thời gian của anh cũng kín á. Cứ phụ thuộc bên tòa án với bên thiền án thì nó ít có thời gian hơn. Nhưng thì nghĩ chỉ được có thứ bảy với chủ nhật thôi. Lên kế hoạch thì cũng đi gần gần thôi. Ví dụ như đi ra Vũng Tàu thì được. Vậy giờ hiện tại em đang làm Quy Nhơn mà lỡ yêu nhau thì sao? Ở Quy Nhơn luôn hả? Dạ. Không sao, xa nhau chỉ là thử thách thôi. Ví dụ như mình kết hôn rồi thì công việc em có luân chuyển về đây được hay là ở ngoài đó luôn? Em thì em rất là thích di chuyển. Nên là nếu như mà công việc em có thể thiên chuyển được thì em vẫn thiên chuyển bình thường. Chứ em không có nhất thiết phải cố định một chỗ nào hết. Bây giờ nói một câu tỏ tình nào đó để bạn gái có thể tiến tới bấm nút. Em hát bài được không anh? Được. Nhìn thẳng mặt bạn gái hát kìa. Từng đêm anh mơ mơ có em trong đời. Dù đời ta đã cách hai phương trời. Từng đêm anh mơ những chiếc hôn ấm nồng và vòng tay ấm ấm của em. Em yêu dấu hơi, anh đang bối rối vì tim anh đã thuộc về em. Em yêu dấu hơi, xin em hãy hứa tình đôi ta mãi không phai nhòa. Giờ đây anh chỉ biết mong em nhớ em, từng dòng thư san đầy ấm yêu thương khát khao. Dù tình đôi ta còn lắm ưu tư muộn phiền, những đôi tim đã hòa chung nhịp yêu thương. Chuyện tình đôi ta còn trôi lăn đan giữa dòng, đừng buồn nghe em và hãy luôn luôn vững tin. Rồi ngày mai đây bờ bến yêu thương ngọt ngào sẽ chào đón đôi ta trở về. Rồi bạn gái có muốn nói đáp lại gì với bạn trai không? Em nghĩ anh là người sống nội tâm và em hy vọng là vậy. Rồi hết thời gian, chúng ta tiến hành bấm nút. Ba hai bạn để tay vào nút bấm. 3 tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Rồi mình nắm tay đi bạn. Đấy, đây là những cái vé xem phim, các bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại đành. Mời bạn nam. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên Lưu Thị Thanh Tuyền, năm nay em 27 tuổi, hiện đang công tác tại Ủy ban dân phường 14 quận Phú Nhuận với chức vụ là Phó Bí thư Đoàn phường. Quá dữ. Quê mình ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào quý vị khán giả và anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Nguyễn Văn Khoát, công tác tại công ty dược Hậu Giang. Bạn làm công ty dược nhưng bạn cụ thể làm ở phòng nào? Dạ em làm bên sale ạ. Sale. Tất cả các loại dược ha, dược Hậu Giang rất là nổi tiếng. Quê phát ở đâu? Dạ em ở Đồng Tháp chị ơi. Rồi hiện nay là mình đang ở đâu? Ở nhà của công ty ạ. Ở quận 7 ạ. Điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em á, em biết hát, cũng biết nấu ăn. Nhưng mà do tính chất công việc á thì em cũng hay đi nhiều nên cũng chưa có cơ hội nhiều để nấu. Em cũng biết theo chanh rồi múc len. À, giỏi vậy đó hả? Phụ nữ vậy là quá tốt rồi. Còn điểm yếu còn của điểm mình? Còn điểm yếu là của em á, thì đôi khi thì em cũng còn hơi nhút nhát. Với lại khi mà gặp bạn khác giới thì hơi bị khớp.
Nên mình làm việc đoàn, mình làm việc đoàn rồi này kia đó, dạ, mình phải giảng đó chứ. Có lúc thôi, nhưng mà nhiều khi gặp cái đối tượng của mình thì mình lại rụt rè, bị hơi gượng xíu. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình đơn phương. Người là em hồi đó học chung trường cấp 2 với em, còn một người là do đi sinh hoạt đoàn chung á, rồi cũng quen cũng cách đây 7 năm rồi. Mới vừa Tết vừa rồi thì em có viết thư với lại làm sô-cô-la tỏ tình á, nhưng mà ảnh không có chấp nhận, ảnh nói là chỉ xem như bạn bè thôi. Mà thích 7 năm rồi bây giờ mới tỏ tình? Dạ, để gì 1 năm 2 năm được thôi, đi kiếm thích anh khác chứ làm gì để tới 7 năm mới tỏ tình rồi để người ta từ dạ, chối. Nhiều khi chắc tính em hơi bị chung thủy như vậy. Trời đất ơi. Mà cái lần tỏ tình đó mà bị từ chối cách đây là bao lâu rồi? Dạ hồi Tết nè, xong rồi sau đó em quyết định em tham gia chương trình luôn. À vậy đó. À, bạn trai Phát nghe bạn gái kể chuyện như thấy thấy thương dễ sợ không Phát? 7 dạ. năm cuối cùng tỏ tình ta từ chối, trời, cái anh nào mà ác nhân ghê luôn trời. Phát thấy sao Phát? Dạ theo em là tỏ tình là như vậy thương vậy là chịu liền chị. Phải không? Vậy Phát có mấy mối tình rồi hay là có yêu đơn phương ai chưa? Dạ em thì có 2 mối tình chị, nhưng mà chia tay cũng sớm lắm chị. Tới nay là ế 4 năm rồi. Ở trong công ty dược thì rất nhiều bạn nữ dễ thương, tại sao mình không lựa chọn? Dạ làm bên sale thì đa số là nam nha anh, nữ thì đa số là văn phòng thì nhiều, nhưng mà lập gia đình. Còn sale phải đi nhiều, phải quan hệ ngoại giao trực tiếp rất là nhiều. Dạ. Bạn không tìm được đối tượng nào cho mình à? Dạ tại vì nhà nó cũng hơi là phong kiến về cái độ tuổi một chút, tuổi là phải tuổi thìn hoặc là tuổi tỵ. Chọn tuổi thìn và tuổi tỵ hả? Em tuổi gì khoan, xí tuổi gì? Dạ em tuổi tỵ. Rồi được. Được. May quá. Chọn phải không? Chọn đúng không? Dạ dạ. Ờ. Nếu mà gia đình không chịu thì em cũng không chịu luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Rồi bây giờ em với người yêu em yêu nhau 9-10 năm rồi. Bây giờ gia đình đi coi không phải tuổi thìn, tuổi tỵ, tuổi thân đi. Rồi sao? Lúc đó thì mình cũng như là không có duyên thôi anh. Tại vì ở nhà nhai nhức đầu lắm. Trời đất ơi. Thì thôi bây giờ là coi như quen ai trước tiên hỏi tuổi trước được, hẳn tới không được thì thôi khỏi mất công đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mà thôi bữa nay đều được mà, cái này hôm hợp nay mà. Được rồi, nhưng mà vấn đề nghĩ mà bây giờ đến thời buổi này mà còn quan niệm mà tuổi phải bắt buộc hợp với nhau thì bây giờ mà thìn với tỵ chỉ có kỵ Long Dương thôi chứ kỵ gì giờ. Ê muốn chết rồi còn kỵ nữa, mệt ghê luôn á. Giờ là quyết chí lấy chồng chưa? Dạ cũng. Bao lâu nữa đám cưới được? Dạ càng sớm càng tốt. Thôi cho bây giờ tuổi tác là ổn rồi, bây giờ nói cái mẫu người lý tưởng của nhau đi. Bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn nam là sao nè? Dễ nhìn, hiền với thật thà, trung thủy. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ cỡ mưu lê rồi đấy anh. Trời ơi. Dạ em nói chơi thôi chứ quan trọng là hợp nhau. Cỡ miêu miêu được không? Bên đây thì tóc thì giống miêu lê rồi đó, mặt thì giống miêu miêu, nhưng mà được cái đây trung thủy à. Đơn phương mà 7 năm là biết trung thủy cỡ nào rồi. Bạn có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Dạ mẫu bạn trai của em thì về ngoại hình thì cũng dễ nhìn được rồi, còn tính tình thì vui vẻ hoạt bát, nhưng mà đôi khi cũng nên có chút lạnh lùng chút, biết cách giao tiếp, quan tâm chia sẻ với mọi người vậy, với em nữa, và đặc biệt là phải tôn trọng em và gia đình em. Rồi cao thấp rồi sao? Cao hơn em được rồi anh. Tóc tai có yêu cầu gì không? Dạ có tóc là được rồi anh. Chắc không? Dạ. Mỗi lần mà anh Linh anh hỏi câu nghe đó câu này tôi là... mừng dễ sao mừng luôn vậy đó. Bây giờ tôi lo cái vụ này nè, mừng ghê luôn trời ơi, dễ thương quá. Vậy là có tóc hả? Có cũng vài cọng thôi. Ôi. Há miệng mắt hoài, em nói có tóc là được rồi. Kệ em sao chị, cái gì về cho gọi đầu mọc tóc lại cũng được. Mập gì nổi. Em không thích đàn ông như thế nào? Gia trưởng, có tính đàn bà, với lại nói nhiều mà không làm được bao nhiêu, với lại thích khoa trương. Có tính đàn bà không? Dạ không. Có tính đàn ông không? Dạ có. À, có gia trưởng không? Dạ không luôn. Rồi được, có mẫu hình nào không? Dạ anh. Anh hả? Dạ. Trời ơi, chết anh chết. Kia trẻ hơn anh. Dạ. Anh hiền khô à? Em tin anh á. Thiệt mà hiền. Ngồi nói chuyện với anh nãy giờ hiền khô à. Yên tâm ha. Bên bển nhà trai người ta binh nhau, em không tin chị mà em đi tin ảnh. Cơ hội cuối cùng về ngoại hình, có không thích cái gì nữa không? Đừng đụng chạm tới tóc tai nữa nha. Mà bỏ cái vụ tóc qua bên rồi đó. Dạ cao hơn em, cao khoảng mấy 65. Vị trí đó hết sức nhạy cảm. Cao mấy 65. Dạ em chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ mấy 65 ạ. Vừa đủ mấy 65 luôn. Có gì nữa không? Tứ chi bình thường. Tứ chi có bình thường hả? Dạ bình thường. Đứng lên, đứng lên kiểm tra coi. Đi tới lui. Tứ chi thì bình thường mà không biết có cái gì không bình thường không. Anh có tật xấu gì không? Em hơi nóng tính chút xíu thôi nhưng mà mau nguôi lắm chị. Dạ hả? Lúc nóng tính nhất là mình sẽ làm cái gì? Nhai nhai chút thôi à. Nhai nhai là sao? Cằn nhằn nói rồi thôi. Là cái đó tính đàn bà đó. Thì nói qua bỏ, bên này không có thích tính đàn bà. Bỏ nha.
thà đập cái rồi xong chuyện chứ đàn ông mà mình cằn nhằn đâu có được, đúng không? Không thích bạn nữ ở điểm gì? Xe xu quá mất. Nhưng mà nữ phải đẹp chứ, ra đường phải trưng diện có, chứ. Có nghĩa là không phải, có nghĩa là tin quá vậy. Xăm mình xăm rồi. À, cái này để con. Mình vừa nãy thấy xăm lên trán hận anh gì. Chết rồi, thôi rồi rồi. Người ta du di được cái tóc của mình thì không lẽ mình không du di được cái hình xăm của người ta. Xăm này ít thôi thì được. Nhưng nhỏ nhỏ thôi chứ. Dạ, dạ, nhỏ được không? Dạ, được, dạ, được. Thôi, vậy cũng được. Em có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em và hai bạn đồng nghiệp. Chào anh Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ, chào cô. Dạ, tôi là mẹ của Phát. Dạ, từ Đồng Tháp lặn lội tới đây đặng tìm dâu. Dạ. Cháu đây là cũng vừa ý rồi. Bác thấy cặp này có thể là được thích ứng được với nhau bao nhiêu phần trăm bác? 100% đi. 100% luôn hả? Trời ơi. Dạ, à, cảm ơn bác. À, mình có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ, với em gái, với lại cũng đông lắm, với người thân, họ hàng. Đâu, à, ai đi theo nhà gái mình giơ tay lên cái coi. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. À, về tính cách của cháu ở đây nè. Được. Giờ hai trẻ lấy nhau cô ủng hộ không? Ủng hộ. Dạ. Hai bà mẹ hôm nay mẹ dễ dữ vậy. Thôi hai bà xui lại bắt tay nhau một cái đi. Hai người. Đó, hai bên nói gì đi. Cũng gặp gỡ chị đây là cũng niềm vinh hạnh của em. Dạ. Hai bác hiền quá. Có em gái hai đâu, ai phát biểu rồi. Em là em ruột của chị Tuyền. Theo em nhận xét thì anh cũng hiền, chững chạc. Có một điểm em chưa được cho lắm là đàn ông cần phải có chính kiến chứ đừng có nghe lời gia đình quá. Đúng rồi. Dạ, để sau này ví dụ như mình có cuộc sống riêng thì có gì mình phải quyết định. Không lẽ thì suốt ngày cứ hỏi vợ không được rồi đi hỏi, chạy phải chạy về hỏi gia đình. Bàn thì cũng được nhưng mà chủ là mình phải đưa ra quyết định cuối cùng á. Thì em nghĩ như vậy đúng thì rồi, nó tốt đó. Hơn. Dạ, em... Nói đi, anh nói với em gái kìa, dạ gì? Đương nhiên rồi em, tại vì cái đó là nghe lời tuổi tác thôi. Còn cái quan điểm lập trường của anh thì rất vững ạ. Làm sale cũng lanh lắm em, bà nên rung đó. Nói như vậy thì không có gì để... Em yên tâm rồi ha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai gia đình. Rồi. Bây giờ cho đôi trẻ gặp nhau. Kéo màn. Mình sẽ có 2 phút để giao lưu với nhau và quyết định. Bắt đầu. Anh có món quà gửi em. Dạ, cảm ơn. Anh thấy em sao? Em dễ thương. Dạ, chẳng... cảm ơn anh. Thấy gì nữa không? Nhân viên kinh doanh mà lanh lắm mà anh. Gặp em luôn. Ví dụ như lấy nhau rồi em tính về ở đâu? Tại công việc của em thì em làm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi thì nên em cũng muốn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mà nếu mà mình anh nếu mà anh ở nhà chung của công ty thì mình có thể thuê nhà ở rồi có thể cùng nhau lên xây dựng kế hoạch để có thể tạo dựng một cái không gian riêng của mình. Gia đình mình thì thường là kinh doanh cái gì em hay là buôn bán gì không? Ba mẹ em bán phở luôn tại nhà. Anh cũng thích ăn phở lắm. Nói vô trời ơi. Vậy ông nhìn đâu kiếm cái gì ở dưới đất không vậy? Nhìn thẳng vào mặt bạn gái coi. Là bạn nam bán gì giới thiệu luôn đi. Dạ nhà em bán gạo chị. Vậy là không có sợ đói không? Không có lo đói anh. Sao anh có gái? Gì không? Có gì hát tặng em gì không? Ừ. Ờ kìa, có hát tặng em gì không kìa? Anh không hát em hát nha. Rồi em hát trước. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài. Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Thôi bạn Nam. Nhìn nước mắt em đã rơi vì ai mà lòng anh cứ đau thật lại. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn. Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Bây giờ mình hát giao lưu nhau rồi. Bây giờ mình nói một câu gì thật tỏ tình, thật lãng mạn. Nếu có cơ hội thì mình trao cơ hội cho nhau nghe em. Nói chung là gặp anh ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn cái nợ là do mình tạo. Đúng rồi. Cái nợ tự mình mượn tiền. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định quan trọng nha. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi mình nắm tay bạn gái đi. Cảm giác thế nào bạn trai? Dạ ấm hơn. Rồi đây là những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn.
gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Allen nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúc hai bạn sẽ